tôi bắt đầu giảng dạy tiếng Trung từ 23 năm về trước tại trường Đại học Hà Nội. Trong suốt quãng thời gian giảng dạy, nghiên cứu, tôi vẫn luôn khao khát được sống có lý tưởng, được cống hiến và tạo ra giá trị cho xã hội. Tôi đã từng có nhiều kế hoạch kinh doanh, từng mở công ty thương mại, nhưng sau cùng tôi nhận ra giảng dạy tiếng Trung vẫn là thế mạnh cốt lõi của mình. Những năm 2010-2011, nhu cầu học tiếng Trung tại thị trường Việt Nam tăng cao, nhưng lại rất hiếm đơn vị đào tạo học sinh có chất lượng và chuẩn phương pháp giảng dạy. Với những niềm đau đáu đó mà năm 2012, tôi quyết tâm từ bỏ hết các cơ hội thương mại để khởi nghiệp, mở ra những lớp học tiếng Trung đầu tiên và là tiền đề của Thanh Mai HSK ngày hôm nay. Tôn chỉ của Thanh Mai HSK ngay từ ngày đầu thành lập là xây dựng một môi trường đào tạo tiếng Trung bài bản, tiêu chuẩn như đại học, dành cho những người yêu thích tiếng Trung mà không có cơ hội may mắn được học trong những môi trường chuyên tiếng Trung. Trong 3-5 năm tới, Thanh Mai HSK sẽ nỗ lực để hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục Hàn ngữ toàn diện nhất Việt Nam, từ đào tạo Hàn ngữ ngắn hạn đến xuất bản sách và giáo trình tiếng Trung, từ tư vấn du học đến kết nối việc làm và phát triển công nghệ giảng dạy tiếng Trung. Lúc đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhiều việc tưởng như không thể thực hiện được. Nhưng sau khi chuẩn hóa lại mô hình công ty, phân định rõ các phòng ban chức năng và đưa các phần mềm quản lý công việc vào vận hành thì mọi thứ đã nằm trong tầm tay. Có thể khẳng định yếu tố không thể thiếu được giúp Thanh Mai HSK thực hiện được giấc mơ lớn này chính là chuyển đổi công nghệ số. Là một CEO, ai cũng cần phải nâng cao tối đa vai trò của các quản lý cấp trung của mình, cung cấp cho họ công cụ quản lý tốt nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh, từng bước hoàn thiện các giai đoạn phát triển của hệ sinh thái. Thật lòng mà nói, xuất thân là một nhà giáo, tôi chưa hề có bất cứ kinh nghiệm hay là kiến thức gì về kinh doanh, quản trị cũng như vận hành doanh nghiệp. Nên khi đứng vào vai trò lãnh đạo, nhất là vào giai đoạn mở rộng quy mô doanh nghiệp, tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn và những bài toán lớn về quản trị nhân sự. Từ việc xây dựng quy chế, chính sách thưởng phạt, công minh hay từ việc nâng cao hiệu suất nhân sự đến việc giữ gìn kỷ cương, quy tắc làm việc. Và đặc biệt, bài toán này đã trở nên càng nan giải khi số lượng nhân sự và các phòng ban không ngừng tăng lên. Thanh Mai HSK đã hợp tác với Base.vn, một nền tảng công nghệ không phải là vạn năng nhưng về cơ bản đã giúp cho Thanh Mai HSK giải quyết những vấn đề tương đối cơ bản trong cái quá trình vận hành và quản trị của doanh nghiệp. Thì Thanh Mai HSK đã hợp tác với Base.vn từ năm 2019, nhưng mà đấy là một cái giai đoạn mà Thanh Mai HSK đang đi vào cái giai đoạn cải tổ quản trị doanh nghiệp cũng như là tái cơ cấu sản phẩm, tái cấu trúc của doanh nghiệp. Thành ra đấy là một cái giai đoạn mà Thanh Mai HSK chưa có cái thời gian và chưa tập trung trong cái việc là đào tạo và đưa cái Base.vn vào vận hành và quản trị một cách cụ thể. Đến năm 2020, cụ thể là đến cuối năm 2020, khi đại dịch bùng nổ thì Thanh Mai HSK bước vào giai đoạn rất là khó khăn. Mọi thứ là ách tắc, nhân viên thì 100% phải làm online. Thế thì cái bài toán đặt ra của Thanh Mai HSK trong cái giai đoạn đó, làm thế nào để những chỉ đạo của ban giám đốc đến các cái tầng lớp lãnh đạo cấp trung cũng như đến mỗi nhân viên được thông suốt và hiệu quả, thì chúng tôi phát hiện ra là chúng tôi vẫn còn Base.vn trong tay. Đặc biệt là may mắn trong giai đoạn đó thì chúng tôi được sự hỗ trợ và đồng hành rất là sát sao của tập thể các cán bộ công nhân viên của Base.vn. Chính vì thế chúng tôi đạt được một kỳ tích là trong vòng chỉ một tháng chúng tôi đã giải quyết những bài toán hóc búa trong quá trình quản trị doanh nghiệp trong đại dịch. Và sau đó thì đến thời điểm này là Base.vn là một trong những yếu tố không thể thiếu trong quá trình vận hành và quản trị của Thanh Mai HSK hiện nay. Với đặc thù doanh nghiệp là một doanh nghiệp phải quản lý rất nhiều thương hiệu con thì khối lượng công việc của chúng tôi là rất lớn. Và nền tảng Base giúp chúng tôi quản lý công việc theo từng phòng ban, theo từng dự án, quản lý đề xuất, quản lý quy trình một cách rất hiệu quả. Việc tự động hóa mọi công tác về chấm công, tính lương hay là quản lý nghỉ phép của nhân viên trên nền tảng Base cũng giúp chúng tôi giảm thiểu được cái việc hao tốn nguồn lực không cần thiết. Lấy ví dụ như việc một bạn nhân viên làm đề nghị thanh toán chẳng hạn, thì trước đây bạn ấy sẽ phải đi rất nhiều phòng ban khác nhau để xin được xác nhận của quản lý cấp trung, quản lý cấp cao và kế toán, thì bây giờ bạn ấy chỉ cần thao tác vô cùng đơn giản trên nền tảng Base, và ngay cả việc xác nhận của quản lý cũng rất đơn giản, chỉ với một thao tác click chuột. Với tư duy của người hoạch định giáo dục, tôi tự thấy mỗi người đều cần phải không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực cá nhân, nhất là những người đứng đầu doanh nghiệp và lãnh đạo công ty như tôi.
và tôi cũng đã dùng 48 tiếng đồng hồ liên tiếp để tìm hiểu, thiết lập các dữ liệu và xây dựng quy trình trên nền tảng của Base. Là một doanh nghiệp đã từng triển khai Base không thành công trong lần đầu tiên, sau đó quyết tâm làm lại và gặt hái được những thành quả nhất định, tôi rút ra được rằng muốn chuyển đổi công nghệ thành công thì cần phải xuất phát từ nhu cầu nội tại của doanh nghiệp, cộng hưởng cùng với quyết tâm của ban lãnh đạo và sự thay đổi nhận thức của toàn bộ đội ngũ nhân sự của công ty.